Chắc em đã biết tất cả mấy anh ở đây rồi đúng không? Dạ. Em tên gì vậy? Em tên là Huy anh, em làm bán hàng của Mora. Ngày hôm nay thì có anh Khánh Đơn cũng như anh Phúc tới đây. Thì anh có những người vợ ở nhà. Thì em có thể tư vấn những mùi nào thích hợp với mấy chị ở nhà. Anh nói tính cách chị ở nhà giùm em đi. Chị rất là... sao ta? Hăng máu đó. Trời ơi. Chị rất là gọi là tăng động đi, đừng hăng máu là ghê quá anh. Em có một cái mùi rất là tươi mát, có thể giúp chị ở nhà thư giãn và giãn ra nhẹ nhàng hơn. Em gửi anh mùi Lilybell bên em. Đây là một mùi rất tươi sẽ giúp chị thư giãn và xả stress được. Chị sẽ không phải căng thẳng. Dạ đúng rồi. Còn tính cách vợ anh Đơn như thế nào ạ? Vợ anh thì cũng dễ thương, hiền hòa, cũng lâu lâu cũng căng, lâu lâu cũng căng thôi. Căng là khi nào mà mình quậy phá quá thì bà phải căng rồi. Dạ. Em có một cái mùi này, một cái mùi tương đối ngọt ngào. Tại vì ở nhà chị đã hiền như vậy rồi á, thì mình nên cho một cái mùi ngọt ngào. Ừ cũng không hiền lắm đâu. À, vậy em pha miếng nào cho nó cũng không hiền không. Dạ đây là cái mùi lách curran bên em, nó sẽ cho một cái mùi hoa hồng gai rất là dễ thương. Hoa hồng gai, thôi quá hoa hồng đẹp ha. Nhưng mà đôi khi nó cũng có cái gai nhọn làm ta đổ máu. Được không anh, ổn không anh? Thôi trả lại rất ngọt ngào luôn. Dạ. Anh nghĩ cái mùi này giờ anh sẽ thích nè, nó đúng gu rồi đó. Đúng gu luôn hả? Trời ơi nhưng mà anh ơi, bây giờ đó là cái này ta pha sẵn rồi, nhưng bây giờ muốn tặng vợ mình là phải gọi là thể hiện cái tấm lòng của mình, phải chính tay mình pha chế nó mới ý nghĩa, nó mới hấp dẫn. Anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vợ anh thích ăn bún đậu mắm tôm á, mình có cái mùi gì mà mình cũng phù hợp với món ăn vợ anh thích không? Vì mình mắm tôm rồi có mùi mắm tôm đâu. Dạ anh Đơn rất là vui nhưng mà bên em sẽ không có mùi. Mùi chỗ ta sang chết thì đưa mắm tôm vô. Dạ anh liên hệ mặt chuyên khoa giùm em ạ. Nha. Rồi bây giờ cái công thức mà mình làm nó đơn giản không em? Thì bên em sẽ có một anh nhân viên khác chuyên về để làm nước hoa. Từng khâu luôn hả? Dạ đúng rồi, bên em sẽ có quy trình hết. Thôi vậy được chuyên rồi, mời anh kia đi em. Dạ. Như vậy là bạn thứ nhất đã rời đi, bạn thứ hai đã đến. Em là chuyên cái công đoạn mà pha chế hả? Dạ vâng em. Cái này kêu pha chế đúng không? Hay là gì? Đây là pha chế. À pha chế. Thì bây giờ em sẽ chỉ anh Phúc là anh Đơn nha. Đơn giản vậy làm không em? Dạ dễ, các anh đơn giản. Bây giờ em sẽ hướng dẫn, em sẽ làm cái mùi mà em thích ha. Rồi em hướng dẫn anh Đơn là anh Phúc làm. Dạ đầu tiên thì mình sẽ nới cái này lên. Đây là gọi là ly pha chế bên mình. À ly pha chế. Dạ. Nó sẽ hiển thị số cho mình, thì anh sẽ hiển thị tốt hơn ha. Sau đó mình sẽ dùng cái cồn này. Cồn. Dạ đúng rồi. Mình sẽ chấp vào đây ạ. Mình cứ chấp từ từ thôi ạ. Nó sẽ lên nhảy lên số khoảng chừng là 76 thì mình dừng lại ha. Nhớ giờ 76 nha anh Đơn. 76 cồn. Sau đó mình để cho mình là tinh dầu bên em. Tinh dầu em sẽ để trong chai này. Cái này tinh dầu em thích đúng không? Dạ vâng. Lát anh thích nào là anh lấy cái chai của anh nha. Bé mình sẽ chấp vào khoảng lên đó, nó sẽ khoảng 91. 91, hồi nãy là mấy? Nãy mấy nhớ? 76, 76. Đúng rồi. 76. Mình sẽ pha lên là 91. Dạ, tại vì nồng độ bên em là 30% tinh dầu nên nó sẽ hơi nhiều một chút. Đúng rồi. Mình làm cái đậm đặc một xíu chứ, để cho lưu hương lâu. 89 rồi đó. 90. Chín nơi từ từ, chín bảy, chán cái xíu nữa, chưa? Thôi, rồi, vừa rồi, đẹp rồi, vừa chín mốt. Cái nghề người ta mà anh dắt thiệt luôn á. Sau đó mình mới dùng cái đũa này, gọi đũa khuấy ha. Đũa khuấy. Mình sẽ khuấy từ từ. Khuấy lên. Ồ. Oh. Mình sẽ khuấy nhẹ nhàng. Khuấy mình hạn chế tránh đụng vào cái thành của ly á. Tại sao sóng âm á. Mình khuấy rất nhẹ nhàng. Mình sẽ được cái ly như này. Mình sẽ chắp vào những cái chai như thế này á. Để chai tự tin bên em. Cũng là xong á hả? Dạ, chắp vào tay xong rồi mình đóng nắp là xong. Dạ, sau đúng mình luôn, thì mình đúng chai luôn. Rồi, trời ơi. Sắc chưa? Là một chai đó là 91 rồi hả? Dạ, chai này là 50ml bên em ạ. 50ml hả? Dạ, à, này 91 là gram hả? Dạ, đúng rồi, mình canh 91 là gram, còn xong độ ra 76 là cồn, tới 91 là tinh dầu. Rồi, dạ, mày em còn mấy máy này, máy gì nữa vậy? Ở đây là hai cái máy mà tụi em sẽ đóng gói. À, đóng gói. Đóng gói là em luôn hay có bạn riêng nữa? Dạ, em. À, em đúng không? Thì đây là bộ đóng gói bên em gồm có đồ xịt, frame và nắp. Dạ. Mình sẽ đóng này trước ha. Đây là cái mình đã đóng trước đây. Đồ xịt. Hay là nó bớt vô. Chuyên nghiệp hơn. Ơi cái khúc mà lắc kêu em vô làm kêu sao đó, làm lợi đó. Ai qua đây đúng không? Xong qua đây. Kéo xuống nè, kéo. Trừ lương. Đây là mình xong rồi. À xong rồi đúng không? Đó, mình xịt được chưa? Thơm nha, cảm ơn em. Dạ. Xong chưa cưng? Dạ, công đoạn cuối bên em thì nó sẽ có một công đoạn nữa là cung. Cung sao? Đó, mình sẽ bật máy lên và khoảng 1 phút để cho nước hoa và cồn nó kết hợp lại với nhau. À, như là nó khuấy ra, nó khuấy á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, nó khuấy đúng không? Là khoảng bao nhiêu phút? Nó dình sóng âm á anh. 1 phút thôi. 1 phút à? 1 phút à. Rồi, được rồi. Chai của mình đã hoàn thiện rồi. Rồi, cảm ơn em. Rất rõ, rất đơn giản. Rồi, nếu như bây giờ mình rõ, mình hãy dùng hết tâm huyết của mình, dùng hết trái tim của mình làm những loại nước hoa để tặng cho nửa còn lại của mình nha. Xin mời hai anh ạ.
Trong khi mình làm mình cũng trò chuyện đồ cho vui nhà vui cửa ha. Anh Phúc nè, anh với chị cưới nhau được bao nhiêu lâu rồi? Quen nhau là 9 năm, cưới là 2008, tới giờ là được 12 năm nữa là 21 năm. 12 năm, 21 năm. Thì bao nhiêu lần là chị đã đưa đơn? Cũng mười mấy lần đưa đơn á. Trời, anh cưới 21 năm ấy hả? 21 năm, 9 năm yêu nhau nữa, cộng lên 12 năm nữa là 21 năm. Mười mấy lần đơn như là thường lệ là khoảng 2 năm một lần. Chị Phượng ở nhà là tính cách của bạn làm sao? Mình thì hay bị sĩ diện, đàn ông mình hay muốn giấu cho đi. Nhưng mà bả là bả giặt trần luôn. Bả nói thẳng luôn. Bả nói thẳng luôn cái mình bị quê. Bả không rút mặt để mũi. Đúng. Chỗ nào cũng nói hay là hai vợ chồng nói. Bả nói trong nhà không mà. Thì cũng được, anh có hai chồng nói thì cũng đỡ quê. Thì bây giờ quen rồi chứ mà lúc đầu không có quen nó phản lại. Phản lại thì bắt đầu là khi mà nóng lên rồi thì em biết rồi, khi nóng lên thì sẽ nói những cái câu nó rất là nặng nề và phũ phàng và cả cái chung cư nó nghe được luôn. Trời ơi, giờ mình hai vợ chồng MC nữa mà chữ lộ mà cầm người cái micro ha. Nhà đâu rồi nói luôn đi, mọi người biết mọi người né cái chung cư đó. Đổi nhà mấy lần rồi. Vậy anh, mà hai chồng văn chương ai cũng lai láng, mỗi lần cãi lộn sao anh? Thiệt á. Khi mà nói lên là không có kìm được, cái người cuối cùng bỏ nhà ra đi là anh. Buổi đi lâu nhất của anh là bao nhiêu lâu anh về? Có khi đi cũng mấy ngày nhưng mà anh đi khôn lắm, anh đi qua nhà vợ anh ở. Rồi anh đeo bao tay vô đi, mình làm việc bao tay bao chân nha anh nha. Đúng rồi. Thà quyết định là đi đi luôn chứ đi quay về nó nhục lắm anh. Còn anh Đơn thì sao nè? Anh Phúc còn dám đi chứ anh không dám đi đâu. Anh đi cái tự nhiên nhà này tầng 22 lần, anh đi cái tự nhiên cái nguyên chung cư mấy 40 tầng nó cháy rồi tội nghiệp người ta lắm. Nên là có cài lộn đi nữa thì thôi cùng ráng ở nhà. Ủa anh, tại vì chị vợ anh Phúc em biết rồi, còn vợ anh bây giờ đang làm nghề gì anh? Em có làm tương lai không? Diễn viên chứ em chưa gặp, từ khi quen rồi lấy rồi đẻ con rồi cái thành ra là lui về hậu cung rồi. Trong khi mình làm mình nói đi. Hai anh nói quá mà hai anh không chịu. Đây làm là gì? Hồi nãy anh chọn cái Black Currant là cái mùi này đó. Mùi là hoa hồng gai. Dạ bây giờ là anh Đơn làm chiếu đi, em rồi. Hỏi chuyện anh Phúc cái rồi cho lên 91 nha. Dạ anh Phúc ơi, ngày hôm nay anh có sẵn sàng mà nói hết tất cả tất tần tật những cái tật xấu của chị nhà không? Thật ra là vợ Phúc không có gì xấu nha mọi người, cô ấy là một người vợ tuyệt vời. Anh thì ngoài chị xấu mà chị Phượng mà hung dữ rồi gọi là bà thẳng tính rồi, nhà có tật xấu nữa không? Hay thức khuya coi phim Hàn Quốc, tại vì mấy hàng Hàn Quốc có đẹp trai. Có nào mà so sánh anh với những gì Hàn Quốc không? Có. Bà nói là thấy người ta không, trong phim người ta thần cái rồi đưa cầm dù cho vợ đây hả, mở cửa xe hơi cũng không mở để vợ xách đồ đi ra bầu bì mình xách. Thực ra lúc đó là đang rất là vô tư thì nghĩ là để bà tập thể dục cho khỏe thì bà xách có con gấu bông mà. Thì mình đâu, bà nói không đâu phải ôm cho vợ, rồi thấy ví dụ như vợ bị xúc dây dài tới cúi xuống lụm giống như ga lăng như Hàn Quốc á, thì chồng là rất là tệ, không có biết ga lăng đó. Bà là so sánh anh với những gì Hàn Quốc. Đúng rồi, mà bà làm gì bà chậm lắm, bà chậm lắm. Thí dụ như bà nấu bữa cơm là 4-5 tiếng hồ, em anh ăn cơm trưa là ăn thành buổi chiều luôn á. Chiều đúng, còn ăn sáng là thành cơm trưa. Đúng. Dạ. Cho nên anh tự anh đi ăn đồ ăn anh ăn luôn. Thì đó diễn viên Hàn Quốc tôi cầm dù, còn anh cầm chổi không à, đúng không? Quá trời. Có đâu. Sao mà lãng mạn được? Không, nhưng mà tại vì cái so sánh như vậy là khập khiễng, đúng không? Đàn ông Việt Nam mình sẽ có một cái sự ga lăng khác chứ không phải là cầm dù cầm này kia, đúng không? Ví dụ đàn ông Việt Nam mình là sẽ bảo vệ phụ nữ. Ủa xong rồi đó ha anh. Xong rồi. Ủa anh cái gì anh nhanh quá vậy, em nói chuyện không kịp với anh luôn á. Ủa chưa gì mà anh xong cái lọ rồi hả? Thì chị cứ bỏ vô hai cái trộn lại xong khuấy lên bỏ lọ, xong mình đem đóng ấy rồi mình ra mình cho ru mình dán tên mình lên là xong rồi mà. Thì ít ra anh phải làm anh kéo giờ chứ anh. Nhưng mình có nửa tiếng hồ mà anh làm 2 phút rồi em nói cái gì bây giờ? Vậy để anh đổ ra lại. Thôi được rồi em cảm ơn anh ạ. Vậy anh cấm bây giờ em đi. Con của anh trời quá thông minh. Hâm mộ chú là Dương Bảo Lâm lắm. Chip nó thường nó bên phe nào? Bên anh hay là bên vợ anh? Bên chị Phượng. Bên chị Phượng hả? Khi nào mà không cãi lộn, tại sao hôm nay bố mẹ không cãi lộn, thấy nhà mình nó yên ắng quá. Chị nhà bố mẹ hả? Bố mẹ, tại vì nhà chị Phượng người Bắc. Cho nên thành ra là cứ kêu bố mẹ quen mà mỗi lần cãi nhau không chịu vô phòng đóng cửa mà cãi luôn ở ngoài phòng khách. Cái phòng kế bên nó học nó nghe hết. Mà hai đứa nó núp nhỏ em nữa, núp nghe xong nó biết cái lần nó biết. Sao? Nó biết sao nó? Nó coi như cái nó sinh hoạt bình thường của gia đình đó. Đúng rồi, nó là tại vì bố mẹ cãi nhau nó vui lắm, có văn thơ rồi nói chung nó móc nói mỉa nhau. Kiểu mà MC. Lâm hồi nãy em nhớ sao mình ấn này xuống cho mình ấn được cái này cái vật không? Anh là sao anh phiền quá ta? Anh nhớ không vậy? Tự nhiên phải làm mạnh lắm á. Chưa? Hồi nãy anh nhớ là cái bỏ cây ra như là bỏ ra bỏ cái lên rồi đập xuống hay gì đó. Đó. Nhẹ nhẹ anh ơi, cái cây này tiền không anh? Đó, vậy được chưa? Không, cái ống kia là qua bên đây nè. Cái phần dưới này là nó nằm ở bên đây, còn cái phần đầu trên nó qua mấy. Thôi bây giờ anh để đi, lát có người em kêu người ta vô làm giùm anh qua ngồi giùm em ạ. Ngồi đúng vị trí giùm em ạ, không đi toái mái tay chân. Thì nãy giờ kêu vô mình tự làm hết mà. Dạ đúng rồi, lát nữa cái này em kêu làm cho. Còn anh Đơn nè, nhà giờ anh có tật xấu gì không anh Đơn ơi? Giờ tới anh làm chưa? Anh làm đi, anh Đơn, ở nhà chị có tật xấu gì không anh? Ủa giờ anh như cô tiên á anh. Anh mỗi lần hỏi tật xấu là anh phải suy nghĩ. Thôi bây giờ nè, bây giờ đơn giản, bây giờ một là anh Phúc, hai là Lâm. Tối nay á thì nếu mà có chuyện gì xảy ra thì cho anh ngủ ké đêm đi. Ngồi khách sạn ngoài cái đống tự nhiên cái ngủ thì, ké nhẹ em anh. Thì anh mạnh dạn hơn. Thì được rồi, đây qua nhà anh Phúc ở nha. Rồi. Hồi nãy vợ anh là Lily đúng không? Lily Bell vậy nè đúng không? Ai biết vợ anh, tôi hỏi em anh.
Vợ anh thì thật xấu à? Vợ anh xấu, vợ anh hay càm ràm. Hay càm ràm. Ví dụ chuyện gì? Anh thì anh hay gái gú. Không, không anh gái gú, anh biết anh sao gái gú dị dãn thôi. Không, ngày xưa có. Giờ, không bây giờ hết rồi, bây giờ là dành những cái chuyện đó, bây giờ là cái tự do của anh hạnh phúc nhất là sau mỗi buổi làm việc á. Là anh uống cà phê. Tụ tập với bạn bè nó, anh nó không biết uống cà phê. Nhậu mà uống bia, uống bia. Không có sao. Không luôn. Thôi, mát xa là anh, mát xa là anh. Mà anh sao, anh sao? Anh mát xa lắm, kể mát xa nghe có nghĩa là massage thì hiểu không, có nghĩa là massage là nó phải cởi đồ. Đúng rồi. Mình đâu có được mặc đồ, có khi là quấn cái khăn hoặc là mặc cái quần thôi, tại vì massage mà. Đúng rồi, đâu mặc áo rồi đâu có cảm giác đúng gì rồi nữa. Mà thật ra là massage là phải massage nữ, tại vì mình nam vô là phải nữ thì âm dương nó mới hòa hợp. Đúng cái tay để vô là thấy là âm vô mình dương là nó hòa quyện luôn mà mình thư giãn. Thì massage là nó phải lần lần, nói chung là nó phải quyệt nó hơi người. Thì chị Phượng cho ông thích, chị nói massage sao đụng với người, nó ủa không massage đụng cho người sao được. Chúng là massage bluetooth, chúng ta bắn bluetooth massage. Đúng rồi, thì có một lần là anh nói anh đi massage bảo không đi. Cái xong cái anh nằm cái giường, anh nằm cái bên thì có cái màn này nè, anh nằm cái tự nhiên anh nghe tiếng lào xào cái bên đó, ủa sao tiếng giống vợ mình ta. Cái mở ra thấy bà nằm cái bên. Trời, là rủ bà không đi. Bà không đi mà bà theo dõi. Đúng rồi, bà nói nãy giờ tôi nằm mà nếu nghe mà tiếng động lạ hoặc là cái gì tiếng mà ấu dè ấu dè là bả nhào quá liền. Bả nhào quá liền nhưng mà cũng còn mai là rất là đàng hoàng, anh với cái cô bé massage ấy rất là đàng hoàng. Cô bé massage. Cô bé massage. Cô bé massage. Đúng rồi. Nghĩa vậy. Ôi vô làm sùm luôn kiểu như tại sao này cái ủa này anh rủ em đi mà em không chịu đi bây giờ đi. Bả nói không được, đàn ông là vô massage là bậy bạ, nó không. Nếu bậy bạ người ta không vô đây massage, tại massage đi bao nhiêu người mà có cái màn che. Anh đi mấy chỗ massage đó còn có chị Phượng vô được chứ còn mấy chỗ em đi massage là cấm. Thấy chưa, hồi nãy anh nói không có, bây giờ giấu đầu rồi đuôi. Đó là ngày xưa anh nói cái chỗ ngày xưa anh đi massage mấy chỗ đó là. Rồi lúc đó chị có ghen không? Không, lúc đó đang độc thân mới đang độc thân còn à. Bây giờ thôi, bây giờ là thua rồi. Bây giờ vẫn đi được, mình đi đàng hoàng mà. Nhưng mà cái tính mình đi mấy chỗ là không đàng hoàng nó quen rồi. Đơn là đi là không đàng hoàng. Đơn là massage mệt, còn anh là đi massage khỏe là không có làm gì bậy bạ hết. Không là đi massage mệt nè. Nhưng mà tại sao mà cứ ngựa chiến như anh, tại sao lại bị thu phục bởi bàn tay của chị đó, chị có bí quyết gì không anh? Đúng là ngày xưa là anh là dùng dậy lắm. Ai mà không biết ngoài anh ngoài massage đi hát về xong là sẽ đi ngồi quán ba, quán xá với bạn bè. Quán ba anh mới nói quán ba rõ ràng, quán ba đi quận mấy? Không có đi quán ba mà là quán xá thôi. Không, quán xá anh nói quán ba rõ ràng, anh bị hớ cái lưỡi anh. Đúng rồi, rồi. Nghe hớ cái lưỡi rõ ràng. Thiệt là cái thời mà mình còn dạng như đương thời. 1 2 1 2 3 anh ngồi em bao lâu rồi, 1 2 3 là cái thời đó đúng không? Đúng rồi, 1 2 3 4 5 rồi đó. Đúng rồi, là 1 2 3 đến 5 là tới thứ 6 thứ 7 chủ nhật luôn á, là mỗi ngày một cô luôn á. À là cái bài hát đó là viết về cái sự đi chơi của anh. 1 2 3 4 5 đúng không? 6 7 chủ nhật luôn á. 7 chủ nhật luôn. Nhưng mà sau này giờ có vợ rồi thì ngoan như một con mèo. Như một con mèo. Sáng đi chiều về. Đi làm về xong rồi chị dễ vợ con xong rồi mà được một tuần mấy ngày đi nhậu với bạn bè cũng có. Một tuần mấy ngày, 6 hay 5 ngày anh? Tuần nào rồi vui vẻ lắm, chắc 3 ngày. Tuần người ta 7 ngày mình đi 3 ngày hả? Đúng rồi. Đi cách ngày đó, hôm nay mình đi mai mình về nhà chơi với vợ con, ngày mốt mình được đi tiếp. Chia nhà chơi với vợ con. Đó. Có nghĩa là mình chia nhau. Chia vậy. Nửa nửa bạn nửa vợ. Đúng rồi. Rồi bây giờ ngày xưa được đi tới sáng có vợ xong đó, giờ có cái mức quy định cho anh là đi đâu đi đúng 1 giờ là có mặt ở nhà. Bây giờ cũng phải đi được chứ, bây giờ cũng đi được bình thường. Nhưng mà 1 giờ sáng là có mặt ở nhà, chậm nhất. Đi đâu đi, 1 giờ sáng có mặt ở nhà. Giờ. Có nào anh phá lệ không? Có thì cứ phá lệ, cứ tiếng chịu. Nhằm nhò gì với anh Đơn. Thì đó 2 giờ thì về thì 2 triệu, mà 3 giờ về thì 3 triệu, 2 giờ cái tiếng. Vậy đi tới sáng về là anh phạt nhiều. Tới sáng là lấy luôn cái nhà luôn. Lấy luôn nhà, đuổi ra khỏi nhà luôn. Đuổi nhà luôn. Dạ. Bà không thích anh làm cái gì nhất? Phụ nữ đâu thích đàn ông đi nhậu. Đúng rồi. Có cái kỷ niệm nào mà lông trời lỡ đất không? Bảo giao ước là hồi trước thì không có nói về kinh tế gì hết á, mà nó giao ước là đi trước 1 giờ là phải về. Thật ra bà cũng không khó khăn gì mà bà ở nhà bà đợi bà lo thôi. Hôm đó anh về lần thứ 3 trễ xong 1 giờ là hôm đó anh ngồi say sưa bạn bè quá, mãi nó vui quá rồi. Lúc mà dốc mình 2 giờ rồi chạy về nhà 2 rưỡi. 2 rưỡi sáng? 2 rưỡi sáng về nhà, mở cửa vô Hí Hưng vô nhà, trong nhà không còn ai, vợ con không còn ai hết. 2 giờ rưỡi sáng mà thứ nhất là bà vợ anh bà không có bạn bè ở Sài Gòn. Không có ai người thân bạn bè Sài Gòn. Chết rồi, bây giờ bà đi đâu? Gọi điện thì khóa máy rồi. Trời ơi. Bật điện thoại lên tìm vị trí, tắt rồi, tắt nguồn luôn, tắt vị trí, tắt định vị luôn, không biết đi đâu luôn. Mà nhà quê bà ở Hậu Giang lận, không lẽ giờ này về Hậu Giang. Mà nhà có xe không? Bà có lái, tự lái xe được gì không? Có xe, biết lái xe mà xe anh đi rồi. Rồi có xe đâu nữa mà đi. Mà phi là bà đi đâu? Hai giờ rưỡi đó, xong cái mà gọi điện khóa máy, đi tới lui giờ cái mà tính gọi điện về quê mà dưới quê 2 giờ rưỡi là người ta ngủ hết rồi. Đâu ngủ đâu, thức tới 6 giờ sáng. Bồn chồn. Bồn chồn gọi dưới. Rồi dưới cùng mấy người lớn không ai nghe, cuối cùng nghĩ hoài gọi được cho thằng em dưới. Thằng em kêu gà của anh, gà của anh đúng không? Em vợ người già mình. Em vợ người già mình.
À, em như vậy dưới chưa? Mới về thì mới vô nhà đi mấy tiếng hồ rồi mà mới vô. Trời, hai đứa con nhỏ rồi bà rê về cực lắm luôn á. Rồi mà sao đi taxi rồi. Mà lúc đó anh sao? Anh kêu đừng nói anh gọi nha, thì mình cũng hối hận mà để mình coi mình phải cho bà nguôi ngoai đồ một chút rồi mình mới giúp giận. Như bây giờ đang nóng giận mà mình nói chuyện cũng đâu nghe đâu. Chưa mình mới gọi điện lại, không nghe máy thì mình gọi điện cho em kêu đưa nói chuyện, thì bắt đầu mình xin lỗi này nọ là do mình ám vui quá. Rồi đúng rồi, chị hết giận liền hay bà còn giận nữa? Thì cũng vui mà để mà hết giận liền là mình phải lái xe, hôm đó là lái xe chạy xuống dưới đó liền. Để bao nhiêu tiếng anh? Đây đó là 4 tiếng. 4 tiếng xuống rước, kể từ đó có dám đi về trễ hay không? Cũng về trễ với điều kiện là ví dụ như là không được quên. À. Mà ví dụ mình có nhậu mình phải hẹn hẹn đồng hồ với mình đi báo thức trước khi đi học vậy đó. À. Là 1 giờ gì là phải điện như giờ 2 giờ rưỡi. À. Nè. Mà okay. Một là giờ này đã về rồi, nếu về được về, còn nếu còn vui nữa thôi gọi điện xin phép phụ huynh. Còn phút cái kỷ niệm nào mà đó về long trời lở đất ngoài mười mấy lần đưa đơn ly hôn? Lá đơn cuối cùng hả? Lá đơn cuối cùng. Bà không thích mình đi nhậu giống như cái đơn vậy đó. Thì anh có nhậu không? Anh nhậu là nhậu tới bữa, anh nhậu không có xương xương nha Lâm. Nhậu là phải lầy luôn giống em á, phải ngất, tức là một là không uống. Chính xác. Mà tại vì chứ dù ngồi với anh em với nhau quý thì mình phải uống đàng hoàng, không uống mà kiểu mà hời hợt. Thì vậy đó, là anh là chuyên môn gà người ta nhậu. Thứ hai là nhậu không có biết điểm dừng. Thì một lần là giao thừa, anh nhậu từ 4 giờ chiều cho tới giao thừa và qua giao thừa luôn, mất điện thoại. Là thôi, bà bỏ qua rồi, bà coi như thôi qua năm mới bà bỏ qua. Thì tới một lần nữa là anh cũng xin phép bà nói hôm nay anh xin phép đi nhậu vậy. Thì nó ok, nhậu nó chút về thôi. Thật ra là về sớm thiệt nhưng mà nó đã uống nhiều rồi thì nó đã xỉn rồi. Chắc là cái kiểu xỉn thì anh em mình về hay kiểu lầy lội hay chọc ghẹo rồi hay nhầy kia thì bảo quay lại được. Là bà đặt máy bà quay lén lại. Quay lúc anh lầy lúc hả? Lầy thì lúc mình tỉnh ra thì là giống như là đơn ngủ về thấy nhà đi vắng hết trơn rồi. Bà nhắn tin rất là dài. Là tôi với ông nghĩ là tới đây là bao nhiêu lần tôi tha thứ cho ông tới đây là dừng đi. Quá mệt mỏi mà làm gì nhục nhã con cái nó chứng kiến được cái chuyện là rất là áp lực. Con ông bây giờ nó khóc luôn rồi, giống như thằng Chip giờ nó 10 tuổi nó để chiều nó bây giờ nói chuyện với bố mẹ rồi cái kiểu như là căng thẳng thì xong cái nó chết rồi có luôn. Có làm rồi lúc bà đi đâu thì đương nhiên là chắc là bà sẽ đi đâu đó, không có đi xa, nhưng mà tự nhiên mình bị lính quýnh tại vì thấy lần này nó nghiêm túc mà nó ấy quá lấy đưa con vô cuộc đúng rồi mấy lần trước là để giấy rồi ký đi hoặc là vậy thì biết chắc theo kiểu như chắc không bà giỡn quá chặt mà nữa bây giờ bà làm căng luôn mà bà quay lại clip bà đưa mà thấy nhậu về rồi lem bem rồi bà quay lại bà gửi vô tin nhắn luôn, bà gửi vô messenger luôn, bà gửi vô hết và cặn tới mà, tin anh ơi cái xong cái anh mới chết rồi sao ta, có như là cứ lúc đó cứ hoang mang mà người nó vẫn còn đang tê. Anh có coi lại cái clip không? Có, thấy xấu hổ không? Xấu hổ, nó gớm quá, nói chung là nó quá gớm. Nhưng anh mới nói bả vậy nè, nói chứ lần sau nếu mà như vậy á, em thứ nhất em cho đúng giờ, tại vì ở nhà là anh đúng giờ là hai bé sẽ phải đi ngủ, 9 giờ là phải đi ngủ. Mà tại sao bây giờ lúc anh về 9:30 10 giờ anh còn nhớ mà, tại sao nó vẫn còn thức? Là em sai rồi. Em mới cho con đi ngủ đúng giờ là em sai. Cái thứ hai, cái câu chuyện đó nhiều khi em phải nói với con là bố đi công việc rồi, nhiều khi bố ở lỡ uống quá chén bố mệt thì ok thôi bố ngủ ngoài phòng khách thì anh có là nếu anh ngủ ngoài phòng khách thì anh không ngủ trong phòng. Mà cái clip đó có hai đứa con đứng cái bên không? Nó chứng kiến nó khóc luôn. Trời ơi. Nó khóc là lúc đó anh chọc tụi nó luôn, có nghĩa là lúc đó rất là lầy lội mà lúc đó mình sai, em hiểu coi như mình vẫn chống chế. Mình nói là em sai rồi em phải để cho tụi nó vô phòng nó ngủ đi rồi. Em có nói anh ngủ về phòng khách đi rồi em cứ ngủ trong phòng đi thì không có vô đâu gặp đâu, chọc ghẹo là anh tự biết rồi. Và bây giờ chương trình sẽ có một cái rất là thú vị. Bây giờ các anh hãy suy nghĩ trong đầu của mình là một câu chuyện gì đó để thử lòng người bạn đời của mình, để coi phản ứng của vợ mình ra sao và như thế nào. Bây giờ, ủa sao mà anh căng thẳng vậy? Anh thấy cái chương trình này từ đầu đến cuối cái khúc nào cũng căng thẳng. Lúc nào cũng áp lực căng không thẳng anh đúng không? Bây giờ muốn dám khoe cái tin nhắn mà anh và vợ anh nhắn gần đây nhất không? Bình thường thì giờ anh đang về quê không ông nội. Ra hai vợ chồng chẳng nói chuyện bình thường, con khỏe hơn giờ ăn gì chưa vậy thôi. Vậy hả? Về chỗ gì còn chần chờ nữa, phe đi. Tin nhắn gần nhất nè, mới tin nhắn này là tại giờ anh đặt đồ mua quà tặng anh. Trời ơi. Happy birthday hả? Không, vợ cứ lướt trên mạng á mà thấy cái quần đẹp, áo đẹp hay cái gì đẹp đó là mua tặng nha, mua quà à. Rồi vậy thôi cho anh coi cái khung đó đi. Nè, cho tặng xong rồi cái kêu lấy đồ này, em muốn nhiều chuyện này em xin anh rồi nha, đây không có nhà cứ năm cái quần baggy hả? Quần gì trong đó có một gói em mua 5 cái quần cho chồng mang đi nhậu ấy, chồng thử coi vừa không đó. Trời ơi, rớt nước mắt của vị thì sao đẹp. đi nhậu có cái quần riêng để nhậu hả? Vợ cứ ở nhà thấy gì đẹp là mua hết á, rồi quần tập gym, áo tập gym, quần đi nhậu, đi nhậu có đồ nhậu riêng, đồ tập gym riêng nha, đồ đi chơi riêng.
cái đồ gì cũng có riêng hết á. Thấy thương quá nè, vợ tính tiền hết rồi mua 5 cái quần cho một cái quần đi nhậu. Quần đi nhậu thường thường là màu gì anh? 5 cái quần đó để đi nhậu đó. Chứ một cái quần đi nhậu nó sẽ ói vô hay gì đó kiểu. Nó sẽ có một cái quần đó. Vậy đó. Chứ anh, đó. Anh cũng không hình dung. Tại vì anh cũng chưa nhận được. Em kêu là gửi bảo vệ đó, anh đang đi quay rồi kêu là gửi bảo vệ đó. Nhưng mà em thấy được anh lưu là cục vàng của gì anh? Cục vàng của chồng. Trời đã cơ rớt mắt của gì cục vàng của chồng. Dạ em nể chị quá, ai thương quá. Còn anh Phúc à, anh dám không à? Anh dám khoe tình nhắn của vợ mình gần đây nhất. Xô không mà, kêu phải gọi xô không mà. Xô thì thôi, có nào lãng mạn không? Không, không có lãng mạn. Đây nè, bà nhắn dụ như là gửi địa chỉ thám tử hôn nhân nè, rồi đó, rồi nhắn, anh nó nhắn số biên tập rồi hỏi đâu này kia thôi. Có gì vui, chán thế, không có gì vui. Rồi bây giờ chương trình sẽ một thử thách dành cho anh Phúc cũng như là anh Đơn. Sẽ tạo được cái tình huống giả để mà alo cũng là cho vợ mình, phải không? Để coi vợ mình phản ứng như thế nào. Từ lúc mà quen bà đó là hầu như là hạn chế nhận xô vài ngày. Thì bà không bao giờ cho, không muốn xa mình một tuần là bà chịu, không chịu được rồi. Giờ mình kêu anh mới nhận xô được một tour Hà Nội 10 ngày. 10 ngày, mai anh đi, giờ anh về anh soạn đồ. Rồi tất cả im lặng, mở loa ngoài giùm em ạ. Alo. Alo. Dạ hả? Nghe nè chồng. Đang ăn gì nghe nhóp nhép vậy? Vợ đang ăn cái gì chồng? Ăn nghe gì? Nè. Con đâu? Con ngủ rồi. Ngủ hả? Cái gì nè? Có cái anh Hưng Mùa Thu ngoài Bắc á, vợ biết rồi đó, anh đang làm cái chương trình lễ hội ánh sáng. Anh kêu chồng ngày mốt ra ngoài đó đi cho anh 10 ngày. Mỗi ngày mình làm một tỉnh. Ngày mốt chồng đi rồi ở 10 ngày thì vợ đang ở dưới quê thì ở dưới đi, 10 ngày sau chồng về chồng đón. Đi 10 ngày là đi tỉnh nào? Thì ai biết đâu chứ, có khi chồng vòng miền Bắc đó. Vợ định ngày mai vợ lên rồi á. Thôi ngày mốt chồng đi rồi thì ở dưới luôn đi rồi. Ôi gì mà lâu chứ. Quan hệ trước giờ với anh với là 10 ngày có về có tiền mà rồi đi không đâu mà lo. 10 ngày cách nhiêu? Chắc tầm khoảng ngày mười mấy triệu. Chắc tầm được trăm mấy, 200 triệu. Mà giờ lấy 170, chồng lấy 3 được không? Được giờ cho chị đi không vậy? Ở về cưa 50-50. Không, về lấy 170, 30 thì cho đi, không rồi ở nhà. Quyết định luôn chơi. Không đi, ở nhà mà. Kỳ vậy, mới đâu ok mà. Đi gì mà lâu vậy, 10 ngày đi. Có vợ nhà mình không chịu đâu. Chồng nói sao quên thân phải không? Rồi thổi ra kêu anh đổi người. Rồi, hay quá. Bây giờ, giờ chồng đi đi, giờ sẽ đi với chồng. Ok không? Đi tôi hả? Để cái gì lát để chồng gọi anh Hưng rồi tối chồng báo nha. Ok. Ok, bye bye. Ok, chồng. Bé đòi đi theo, thấy không? Không có ham tiền. Đúng. Bây giờ một là về chia, nãy chia nhiêu quên rồi. 170, bà đòi 170, bà đòi 30. 200 rồi, đưa anh 30 nữa, 170. 170, một là vậy, còn hai là phải đi theo. Rồi, tới anh Phúc đi ạ. Thôi, sợ bà Phượng bà chửi quá. Sợ chửi đó, anh sợ chửi, tại vì bây giờ anh sẽ lấy cái cớ anh rủ nó rủ đi hay đi nhậu. Cho bà đi đón con, còn chắc bà chửi thúi luôn á. Trời, sợ quá, tiếng này sợ quá. Bé hả? Đang đâu vậy? Nhà mới về. Vậy hả? Đi đâu mới về? Đi với Hiền đi đâu? Bé bây giờ chương trình chưa có quay, tối mới quay vậy thì giờ chắc là chồng với lại Lâm với lại khách mời ca sĩ nhạc sĩ Khánh Đơn đi ăn gì chút rồi chút xong rồi là quay thì chắc tối mới về nghe. Trời ơi, sao đón con? Nãy chồng kêu về đón con. Thì bé đón thì chưa, giờ chưa quay xong mà. Đâu? Mà lát nữa giờ đi nữa á. Đi uống mấy chai thôi rồi về. Lao quá. Xong bữa nó kêu là 1 giờ quay rồi xong rồi là chắc chừng khoảng 2-3 giờ là xong. Không thì tới set up máy, tại vì nãy có cái đám ma ngoài đây sùm nè, người ta giờ người ta đâu có quay được đâu, sùm này. Kiếm gì ăn thôi, uống cái gì. Ăn thì bình thường, gặp anh em gặp nhau ấy rồi kia, với lại chồng cũng quý Lâm đồ với nhau. 2-3 chai thôi là về rồi, xong rồi về. Không dám đâu, nghĩ sao cái nết của ông mà uống 2-3 chai. Trời trời, ngồi lẻ hả, không say không về luôn. Chứ đó mà 2-3 chai. Từ sau xỉn nhậu xỉn nữa, chân trắng chân quay gì hết trơn á mà còn đã đi uống rồi. Chưa quay được, phải đám ma, phải tối mới quay được á.
Ông nghĩ ra giờ này mới có 2-3 giờ mà uống tới tối luôn rồi làm sao mà quay được. Thì thôi đi, trời mình cười nói đàng hoàng thì giờ nói phải nói gọi vệ sinh nè mới được chứ không mà đâu đi tầm bậy được, thấy không? Cái nết của ông mà uống là vô là ông. Thôi bây giờ không nói gì chồng cũng đi luôn á, giờ nói gì giờ xin đàng hoàng cho chồng đi luôn á, bé buồn cười quá. Nữa một lần thì chưa tỏ nữa là bây giờ tiếp tục nữa hả? Người ta cái nết của người ta uống là uống một chút thôi là vui thôi, cầm chừng thôi, còn ông là chỉ cần một ly vô thôi là sẽ là 10 ly và 20 ly, mấy người này là chưa có nhận với chồng bao giờ đúng không? Chưa không, nhưng mà chồng nết gì như chồng nói chồng đàng hoàng thì buồn, bé phải nói chồng đàng hoàng với bé nói chuyện gì kỳ vậy, nói gọi đây đã ngồi đây có ông Lâm của mọi người đây rồi nói gì không nói đã tôi tầm bậy và buồn cười và nói gì đi ra ngoài nói đi, đi ra ngoài thì nãy giờ tôi ra ngoài tôi nói đi ra rồi đó đi lộn nữa không thì kết đụng giờ ẩu là bà thế gì bà muốn ăn tươi nước sống tôi luôn á, nói ít hiểu nhiều. Bữa nay là vừa không đi đón con nè mà vừa đi quay về trễ nè mà còn vừa đi nhậu nữa, là tối nay ông tự hiểu số phận rồi đó. Ừ, ok vậy đi. Quá trời hai chồng MC thiệt luôn á, xỉu luôn á. Anh đơn cho em xin số vợ anh đi à. Lại quan mang à. Thế cứ đi sao giờ mặt anh quan mang cái gì? Như không nghe máy luôn. Chán ghê. Alo Như hả Như? À Như ơi, anh Lê Du Bố Lâm đây, anh đến từ chương trình gọi là Thám Tử Hôn Nhân đó em. À dạ em nghe đây ạ. Em hồi nãy anh đơn anh xin em đi show là xạo á. Thử lòng em coi có cho đi không? Ủa, dạ. Mà trời ơi, mày nói chuyện dễ thương quá, hai chồng có cưới tháng mấy hả? Dạ, đám cưới cũng từ tháng ngoài rồi anh. Ủa, giọng đẹp quá trời anh. Em, cho bây giờ cho một món quà đó mà chương trình gửi tặng cho em. Nhưng mà bây giờ có một cái loại mà nước hoa, đó. Là đã test rồi, anh đơn khẳng định là ông gọi là ông hiểu em 100%. Đó, bây giờ không biết là cái mùi nước hoa em thích là cái mùi như thế nào? Cái mùi em thích thì cái mùi nó hơi men men á, cái mùi... giống như cái mùi của đàn ông á anh. Mùi nào? Giờ anh thích mùi quả ngọt. Mùi mà nó ngọt ngào xíu. Mùi men. Nói chung là nó đàn ông nam tính một xíu. Dạ. Vậy thôi hả? Ủa nhưng mà hồi nãy chồng em bảo là em thích mùi gì anh? Thích cái mùi là nó ngọt ngào. Gọi là gì anh? Hoa hồng gai. Hoa hồng gai. Mùi quả ngọt. Quả ngọt. Rồi cảm ơn em. Chúc em với lại anh Đơn hai người thật là hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn anh. Ok, cảm ơn Như rất là nhiều, bye bye Như. Vậy mà nó hiểu vợ mình. Giờ anh cho em số của Phượng, chị Phượng nha. Ok. Em sợ tiếng chuông này ghê. Em sợ tiếng chuông này ghê. Hô. Chị Phượng hả? Chị đây. Ủa chị đây hả? Em, chị biết em là ai luôn hả chị? Em Lê Dung Lâm nè. Chị khỏe không? Thôi chị ok. Chị ok là chị không khỏe hay sao? Khỏe nhưng mà bây giờ chị đang tâm lý cho nên sang chấn chứ. Vậy hả? Chị mới nãy ảnh đi nhậu về ảnh có quậy không? Thì đó hả? Hỏi nữa, nãy tôi mới vừa làm cho một tặng nhau. Thì đó, để rủ chị chung với em mà cái đó là hề tụi chị nha, cái đó là tình huống hề thôi. Thử coi cái phản ứng của chị như thế nào. Chị nhẹ nhàng lắm, chị được vậy lắm. Nói nghe là bây giờ nói chung là anh cũng sợ rồi, chị bỏ qua cho anh nghe không? Chị ở chương trình có một cái món quà rất là đặc biệt là cái nước hoa mà anh làm gọi là gửi cho chị. Anh nói là anh hiểu chị rất là nhiều luôn. Chị thích cái hương nước hoa nào nhất? Bây giờ có đưa ra cái ABCD để chọn không? Dạ không, chị tự nói á, mình tự nói, không có ABCD gì mình tự nói đó chị. Chị khôn quá. Chị sao chị khôn quá vậy chị? Hả? Chị quá trời đất chị rồi. Hương nước hoa hả? Ừ. Mùi thanh mát. Thanh mát chứ không có ngọt. Đừng có mùi quá ngọt. Thanh mát không ngọt rồi. Đừng có mùi xả rồi. Đừng có mùi xả, mùi xả giống như hấp xả đúng không? Ông đi nhậu mà nhậu khi nghiêu hấp xả. Về, ngày nào cũng nghe hết. Nghe hết ói. Như vậy là chị thích cái mùi thanh mát. Đúng rồi, mùi thanh mát. Nó quyến rũ mà nó đừng có ngọt quá. Chị không có thích mùi dạ, dạ rồi cảm ơn chị nha. Thường thì bác hay thích cái mùi giống như hoa hồng á. Hoa hồng à. Dạ vậy thôi rồi, okay. Dạ cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe. Dạ sai rồi anh nha, sai luôn. Anh là nói thích mùi ngọt ngào, mùi li li, mùi ngọt ngào quyến rũ, mà bà mới thích cái mùi thanh mát. Như vậy là ngày hôm nay hai ông chồng coi như là không có hiểu bà vợ mình là cho mấy nha không. Vậy mà vô kể rần rần tôi không chín mấy phần trăm, nói đi nói lại 50%. Rồi cứu nhau mười mấy năm trời. Hồi nãy anh nói có 10% em không tin mà. Có với nhau hai mặt con. Đặt alo bé. Làm như thân làm như thương người ta lắm. Vậy cuối cùng không hiểu mùi gì hết trơn trời.
Bây giờ là phần cuối cùng của chương trình. Bây giờ anh Đơn cũng như là anh Phúc sẽ được đưa vô một cái phòng riêng. Ở trong phòng đó chỉ có một mình anh Đơn và anh Phúc với một cái máy quay thôi. Trải lòng những lời nào đó giờ anh chưa nói với vợ, hoặc là những cái lời nào đó mà khó nói đó, hoặc là đây có những chủ đề đó. Bây giờ các anh bóc đi, trúng chủ đề nào thì mình sẽ nói cái chủ đề đó. Vợ ơi anh muốn. Vợ anh muốn muốn cái gì là anh nói thổ lộ nha. Vợ anh gì? Vợ ơi anh hứa. Vợ anh hứa là anh muốn hứa gì, anh hứa với cái máy quay. Cho tôi anh đổi được không? Đổi. Dạ được cũng được luôn. Dạ. Rồi. Có hai điều anh sẽ hứa với lại bé trong ngày hôm nay. Điều thứ nhất là anh sẽ không có đi nhậu nhiều nữa. Có nghĩa là có nhậu nhưng mà sẽ không nhậu nhiều, và chỉ uống một hai chai là đi về và không có nhậu tới sáng nữa. Điều thứ hai anh sẽ hứa với bé rằng là sẽ bớt cái tính nóng nảy của mình. Có nghĩa là sẽ kiềm chế lại và sẽ nghe nhiều hơn là nói. Chồng đã nhiều lần chồng hứa rồi nhưng mà chưa bao giờ thực hiện được. Đó là hai cái điều mà chồng mong muốn trong chương trình Thám Tử Hôn Nhân kỳ này, và rất là mong khi mà bé coi chương trình này giống như một cái món quà tặng cho bé. Chồng chúc cho bé sẽ luôn có thật nhiều những cái điều mà ngọt ngào, những cái điều mà thú vị. Với Chip và Ni thì bố nghĩ rằng là những cái lần mà bố hơi uống nhiều á, xong rồi bố hơi quậy tí xíu thì làm cho Chip với Ni hơi sợ. Thì bố rất mong mà Ni với Chip là sẽ tha lỗi cho bố, và bố sẽ cố gắng sẽ không có như vậy nữa, và sẽ luôn luôn là một cái người bố tốt. Nhưng bố vẫn muốn rằng là có cái gì á, Chip với Ni sẽ chia sẻ với bố chứ không có giấu trong người. Tại vì khi mà bố coi cái clip mẹ gửi cho bố là lúc đó bố mà nóng giận, bố quậy thì Chip với Ni với Chip khóc rất là nhiều. Và Chip nói là Chip muốn nói chuyện với bố nhưng mà Chip chưa có dịp nói chuyện với bố, thì bố nghĩ là đây là cái giây phút mà Chip sẽ hiểu bố nhiều hơn, và bố hứa là bố sẽ không có xảy ra cái lần thứ hai như vậy nữa. Bố yêu Chip và Ni nhiều lắm, cả mẹ nữa. Ai giờ có hai điều chồng đang muốn hiện giờ. Một điều thứ nhất là sắp tới khi mà công việc ở rảnh rỗi, hai vợ chồng mình sẽ sắp xếp đi du lịch một nơi nào thật là xa, thì ở xa thành phố mà hai vợ chồng chưa bao giờ đi. Điều thứ hai chồng đang muốn là cố gắng trong năm sau vợ chồng mình sẽ đổi một căn nhà khác to hơn căn nhà hiện giờ, để có nhiều không gian cho con cái nó chơi, có thể nuôi chó mèo thoải mái ha. Cảm ơn vợ với tất cả. Cảm ơn vợ trong thời gian vừa qua đã phụ giúp chồng rất là nhiều, chăm sóc con cái biết là rất là mệt, nhưng mà vợ đã phụ giúp chồng rất là nhiều để mà chồng còn làm việc. Chồng sorry vợ vì có nhiều khi chồng cũng nóng tính mà có những lời lẽ mà làm cho vợ buồn, thì chồng hứa rằng chồng sẽ cố gắng sửa đổi những cái đó, khắc phục những cái đó để cho vợ không phải buồn nữa nha. Cảm ơn vợ, bye bye. Cuối chương trình thì đây là sản phẩm của mấy anh đây. Nãy giờ các anh pha chế, các anh bào chế, thì đây là nước hoa Mora đó, tặng các anh về tặng những người thân yêu nhất của mình. Cảm ơn Phúc và anh Đơn ngày hôm nay tham gia chương trình. Chúc theo anh cũng như là gia đình mình thật là nhiều sức khỏe. Dạ, chào chị nhá. Chị chủ động giới thiệu về bản thân của mình. Những cái điểm mạnh, điểm yếu, những cái thông tin cơ bản về bản thân, ngày tháng năm sinh, hiện tại chị đang ở đâu, làm công việc gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hải ạ. Em sinh năm 1985 ạ. Dạ vâng. Hiện tại em đang ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. Yeah. Chị Hải làm công việc gì? Dạ, công việc em là công nhân anh ạ. Dạ, mà công nhân là mình làm trong mảng gì ạ chị? Em làm bên nồi thất, ghế sofa với là may rèm nữa. May rèm ạ. Vậy là không biết là thu nhập một tháng của mình là trung bình là bao nhiêu? Trung bình như là nghề thì được 8-9 triệu, 8 triệu. Rồi. Chị Hải có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Em thì em thấy điểm mạnh của em chỉ có là phụ nữ thấy chăm chỉ với lại biết chăm lo cho gia đình thôi, chứ em cũng không có điểm mạnh gì.
Rồi, các bạn điểm yếu à? Điểm yếu hả? Thì thấy ý là mình nhút nhát á. Không có với lại cái cam chiều cũng hơi nhiều nên là chắc vậy nên khổ á. Kiểu vậy. Rồi. Vâng, thế vậy là trước giờ là chị Hải đã lấy chồng chưa? Có những cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ có, em có gia đình và em đã ly hôn được 5 năm rồi. Em có hai cháu, nói chung là em đang nuôi hai bé gái. Hai bé gái mấy tuổi chị? Một bé học lớp 8 là gần 14 tuổi, với một bé học lớp 3 là 8 tuổi. Chị ly hôn là chị với anh đến với nhau từ năm bao nhiêu? Xong rồi lý do chia tay? Năm kết hôn vào năm 2007. Dạ vâng, 2007 là kết hôn. Kết thúc vào năm 2017. Dạ vâng, lý do sao kết thúc ạ? Nói chung thì cũng chồng bài bạc với vũ phu nên là em đơn phương. Là chị đơn phương chấm dứt ạ? À? Chị là từ trước giờ là mình ở Bà Rịa Vũng Tàu hay là quê quán mình ở đâu mình vào Bà Rịa Vũng Tàu ạ? À? Dạ, quê gốc của em là ở Nghệ An anh. Xong rồi em lấy chồng và vào trong này. À, lấy chồng là vào trong Vũng Tàu thì chồng chị là người trong này không ạ? Chồng em cũng ở Nghệ An nhưng mà ý là đi vào trong này lập nghiệp rồi cũng có căn nhà nhỏ nhỏ trong này, và sau khi ly hôn thì chồng về một cái làm. Thế ở Vũng Tàu thì hiện tại thì ba mẹ con sống là mình nhà thuê hay là mình đã mua được nhà rồi? Dạ, là căn nhà trước của hai vợ chồng ấy, rồi chồng em ly hôn nên chồng về quê lại, con được nhìn lại mấy mẹ con ở. Vâng, bây giờ chị muốn chương trình bạn muốn hẹn hò kiếm cho mình một mẫu người đàn ông như thế nào thì phù hợp với chị nhỉ? Em muốn một người đàn ông là không có rượu chè cờ bạc nữa thôi. Công việc ấy thì nói chung là nếu mà không sinh nở nữa thì tốt. Mà nếu cần bị sinh nở thì phải có kinh tế thì em mới sinh, còn không thì thôi, không dám sinh nữa. Để đàn ông người biết chia sẻ với phụ nữ là về không có vụ cô cũng từ bà cả được. Rồi. Chị nói một chút xíu về ngoại hình đi, chị thích những mẫu như thế nào? Ngoại hình em không quan trọng đâu anh, nhiều khi em còn nghĩ là càng xấu càng tốt nữa. Tại sao chị lại nghĩ vậy? Tại chồng em đẹp trai nên là lăng nhăng á. Em không cần đẹp trai nữa, em chỉ cần sau này có người để nương tựa về già thôi, tụ tỉ với nhau về già thôi chứ không có quan trọng vấn đề gì nữa hết á. Về nghề nghiệp, vị trí vùng miền của anh ấy thì như thế nào ạ? Vùng miền thì nói chung là trong miền Nam này càng tốt, trong ngoài thì em cũng không phải là em phân bì này kia nhưng mà cũng có vẻ em không có thích trai ngoài đó nữa. Tại vì sao ngoài đó cũng có nhiều cái trời đó, em thích trai ở trong này, trong miền Nam là được, như là thích người trong miền Nam. Ví dụ ở Sài Gòn miền Tây thì nếu mà quen nhau thì anh chị có kết nối được không ạ? Dạ được anh, chắc là được này, nói chung là cũng tùy thuộc ở bên đó nữa nhưng mà được. Là em chỉ, nếu mà ở miền Nam là được cũng được. Dạ rồi. Bây giờ những cái điểm gì mà chị đặc biệt không thích ở đàn ông? Này, đàn ông thì em có một cái em nói chung ngoài cờ bạc rượu chè ra thì em không có thích, là tại vì em không ngửi được mùi thuốc lá nên em không có thích đàn ông hút thuốc. Không thích đàn ông hút thuốc. Rồi. Còn rượu chè thì nói chung là cũng uống được là được, đừng có đau ngực là được. Rồi. Có bất cứ gì chia sẻ về cái mẫu người mà chị mong muốn ấy thì chị có nói nha. Hai con của chị biết là chị đăng ký tham gia chương trình không ạ? Hai con thì không có biết nhưng mà ý là cũng ủng hộ mẹ lấy chồng.
Dạ, các cháu nó nói thế nào ạ? Dạ, thì cũng bảo là mẹ, mẹ kiếm người đi chứ sau này con không nuôi mẹ đâu. À. Nên nhiều khi Dũng vui nó nói là mẹ, mẹ lấy chồng đi. Chị ơi, dạ, trên nghề nghiệp bạn trai chị đang mong muốn là gì á? Nghề nghiệp thì em không không có quan trọng là làm cái gì đâu chị, mà chỉ cần có thu nhập ổn định là được ạ. Thu nhập ổn định đối với chị là bao nhiêu ạ? Thì tính khoảng 10, hơn 10 triệu gì xíu, nói chung là ổn để lo cho gia đình được. Rồi ví dụ như anh ấy đã từng kết hôn có con được không? Được ạ. Nhưng mà con lớn thì càng tốt. À, còn về tuổi tác chị có mong muốn bạn trai cỡ khoảng bao nhiêu mà? Khoảng 50 là 45 đó. Từ 45 tới nay cho đến 50 đúng không? Dạ. Rồi còn ok rồi. Chị còn có mong muốn gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Rồi. Ok rồi, cảm ơn chị ha. Rồi đây là một buổi casting thôi, thì có gì sẽ có một biên tập làm việc với chị sâu hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ anh chị ạ. Dạ. À, một buổi casting của bạn Nguyên Hò để coi là cách chị nói chuyện cái thể hiện như thế nào á. Thì bây giờ câu chuyện của mình á thì mình sẽ tự chủ động giúp em ha. Rồi dạ. Bây giờ chị giúp cho em giới thiệu giúp em về cái họ tên, tên tuổi, quê quán của mình với. À, dạ em chào chương trình, thì em tên là Nguyễn Thị Như, hiện tại thì em đang công tác tại Hồ Chí Minh, thì em là người Quảng Nam. Em sinh 28 tháng 5 1989. Dạ. Hiện tại chị. Dạ 89 ạ. Rồi chị làm nghề nghiệp gì? Em là dược sĩ ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên ở công ty dược thôi. Dạ, rồi. Mình có tài lẻ nào không chị? Ca hát hoặc là nhảy đầm gì đó. Dạ không. Em không tài lẻ gì hết. Không có tài lẻ, dạ. Ồ, rồi. À, vậy thì chị cho em biết về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Em nghĩ là điểm yếu của em chính là không có những cái tài lẻ đó. Còn điểm mạnh thì ngoài thì về nấu ăn thì em vẫn có thể nấu nấu ăn được. Rồi kiểu em sẽ là kiểu tiếp người của phụ nữ gia đình á. Tiếp người phụ nữ của gia đình. Vậy thì chị cho em hỏi xíu nữa ha. Nếu như vậy thì những người đàn ông khác họ sẽ rất là những người phụ nữ của gia đình. Thì chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình. Chia tay ở đây cũng đến bây giờ cũng khá lâu rồi. Thì mình đã kết hôn chưa chị? Dạ chưa, em vẫn còn độc thân ạ. Dạ. Là mối tình chính thức trước giờ chỉ là một mối tình, thì mình quen nhau được bao lâu? 5 năm ạ. Mối tình đó em quen 5 năm, gần 5 năm. Rồi quen 5 năm cũng dài đó. Thì dạ. Sao tự nhiên mình lại chia tay vậy chị? Mình không tiến tới hôn nhân. Có cái giai đoạn đó có thể làm nhiều cái bất đồng với lại bạn. Bạn đó sẽ lúc đầu thì ở chung thành phố nhưng mà sau đó bạn ở xa thì không có thống nhất được việc lúc đó cũng còn trẻ nên là cũng chưa có nhiều cái điều kiện để có thể đi tới hôn nhân. Rồi gia đình có nói gì về, về vấn đề đó không chị? Ý là hỏi sao mình quen nhau 5 năm rồi sao hai đứa không gì đi, hoặc là có hỏi về sao mà chưa lấy chồng không? Thì cũng là một cái áp lực hiện tại nên là em mới đăng ký tham gia đó. Dạ. Nhưng mà ý là chẳng lẽ gia đình không giới thiệu cho chị một người nào ở xung quanh mình hả hay sao? Cũng có được là mai mối vậy đó, nhưng mà mình cảm thấy không phù hợp, hoặc là cũng em cũng có tham gia những cái chương trình, những cái app hẹn hò như là Tinder hoặc là Facebook thì cũng gặp, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy người mà mình cảm thấy có thể gắn kết lâu dài. Dạ. Vậy thì chị cho em biết cái sự phù không phù hợp của chị là cái gì để em biết em kiếm bạn trai cho chị nè. Em nghĩ thì
cũng hy vọng là sẽ tìm có một cái người có thể kiểu hướng về gia đình một chút á, em thích kiểu này. Nhưng mà sao ta, nhiều khi mình chỉ tiếp xúc mà mình không có cảm xúc thôi. Tiếp xúc mà không có cảm xúc, có nghĩa là mình không có cảm giác, không có cảm giác được cái đối tượng mà mình, những người mình gặp ở trên đó mình có thể đi được lâu dài hơn á. Cái đó là cái giống như cái cảm giác á. Còn em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao đâu, chỉ cần em cũng không có quan trọng cái việc là đàn ông đã có gia đình chưa, đã có gia đình rồi hay chưa thì nó không phải là vấn đề. Nhưng mà em mong là gặp được một người thì ông nó bản lĩnh một chút, có nghĩa là có bản lĩnh, có trách nhiệm, kinh tế nó cũng ổn định. Kinh tế ổn định là chị mong muốn bằng bạn bạn trai là nghề nghiệp như thế nào và cái mức thu nhập của chị mong muốn của bạn ấy là như thế nào? Có thể là ngang em hoặc là cao hơn em. Chị cho em biết là cái hiện tại bây giờ chị thu nhập được bao nhiêu? Trung bình khoảng 20. 20 triệu, vậy thì chị mong muốn bằng ấy là sẽ 20 triệu đúng không? Yeah. Hoặc là hơn đúng không? Yeah. Thì chắc là về cái này là phải về kinh doanh này nọ đúng không chị? Không sao hết, làm ngành nghề gì cũng được, không quan trọng. Ok, rồi còn ngoại hình thì chị mong muốn bạn như thế nào, đẹp trai số mới? Em thấy không, em không quan trọng ngoại hình lắm đâu, tại dễ nhìn là được rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là ngoại hình nó không phải là cái vấn đề của em khi đi tìm người, cái người đồng hành với mình. Vậy chị mong muốn chiều cao của bạn ấy như thế nào? Tại vì em khá là thấp nên là chắc chắn là các bạn nam sẽ luôn luôn cao hơn em rồi. Chị cao bao nhiêu? Em cao 1m50 à. Cao 1m50 nên là 1m60 là chị cũng cảm thấy là nó cao hơn đúng không? Ok. Rồi. Về cái tuổi tác nha, chị mong muốn bạn ấy như, cho em một con số nhất định đi. Lớn hơn em hoặc là lớn em 10 tuổi đổ lại. Lớn hơn 10 tuổi đổ lại là bây giờ 89 đúng không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi được không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi. Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ tìm một người nhỏ hơn mình ơi. Tại vì cảm giác các bạn nhỏ hơn thì em sợ nó sẽ không đủ chín chắn hơn em. Ok, lớn hơn tuổi chị ha. Rồi, mình còn mong muốn bạn trai như thế nào nữa không nè? Ông nếu như trường hợp là nếu cảm thấy có một cái profile mà nó phù hợp nhưng mà nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng được, không sao nha. Dạ. Rồi, chị không thích gì ở bạn trai nữa không? Bạn trai hả? Em không thích người gia trưởng và người thiếu ý chí cầu tiến. Người gia trưởng, bạn trai mà hài hước được thì rất là tốt, có một người bạn trai mà có thể hài hước thì gì đó sẽ thu hút được em. Ok rồi, đây là một buổi casting thôi thì có gì là sẽ có một bạn biên tập làm việc với chị sâu hơn ha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, cảm ơn. Đây là một buổi casting của ban hẹn hò nên là tất cả mọi thông tin rồi câu chuyện của mình thì mình sẽ là người tự chủ động kể chuyện hết ha chị ha. Bây giờ chị Trang xin về cái thông tin họ tên và tuổi quê quán của mình trước ạ. Hello. Hello. Chị giới thiệu thông tin quê, tên tuổi quê quán của mình trước đi ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Phương ạ. Tuổi 34 tuổi ạ. Rồi. Còn nghề nghiệp quê quán của mình như thế nào, chị tự chủ động giúp em với. Dạ, em đang làm nhân viên thư viện trường học ạ. Nhân viên thư viện trường học ở Lâm Đồng. Còn quê em là ở Hà Tĩnh ạ. Ồ, quê quán ở Hà Tĩnh. Rồi, quê quán Hà Tĩnh thì... chị đã từng kết hôn chưa ạ? Dạ rồi ạ. Ừ. Rồi chị kết hôn được bao nhiêu lâu mà bao nhiêu năm ạ? Dạ em kết hôn được được 7 năm ạ.
Mình có bao nhiêu cháu chị? Dạ một ạ. Một con trai 7 tuổi ạ. Ờ. Rồi một đứa trai 7 tuổi thì chị cho em biết là chị quen anh ấy năm bao nhiêu? Dạ năm 2015 ạ. Năm 2015. Rồi mình tính năm bao nhiêu thì mình không ạ? Em chia sẻ đến 6 năm đến 2021 ly hôn ạ. Sau đây Phượng nha. Phượng chia sẻ dùm chị một cái là nó là cái câu chuyện ly hôn của em, câu chuyện về cuộc hôn nhân của em á. Em chia sẻ dùm chị là em kết hôn bao lâu, con trai em được bao nhiêu tuổi và em ly hôn bao nhiêu lâu, lý do tại sao em ly hôn ha. Em chia sẻ chủ động, em chia sẻ về câu chuyện đó chứ không cần phải chờ biên tập hỏi từng câu, em trả lời từng câu ha. Dạ. Dạ là em kết hôn năm 2015 ạ. Và ly hôn năm 2021. Con trai em đến nay là được em có một bé trai này là được 7 tuổi đấy. Lý do em ly hôn là gì? Dạ thì vợ chồng cũng có quan điểm chung á, nên dẫn đến là chồng em chơi bời, nợ nần, không hòa hợp á, nên là ly hôn á. Nó không chịu làm mà chỉ ham chơi thôi. Dạ. Yeah. Em đang ở Lâm Đồng, là em ở huyện nào? Em ở huyện Cát Tiên ạ. Nó em đang nuôi con trai luôn. Dạ yeah, không ạ, con trai về ở với nuôi ạ. Tại vì ở trong này em ở một mình á. Không có ai, hai mẹ con thì lùi thủi tôi con á. Tại vì mẹ mà làm công việc gì là cứ phải đóng cửa lại nhốt con trong nhà. Rồi như hôm đợt dịch á, mẹ phải đi làm mà cứ để con ở bên nhà một mình cứ xem tivi điện thoại như vậy á. Nên là cháu về ở ngoài nội thì đóng người hơn, con nó sẽ phát triển hơn. Nội thì ở đâu em? Là nội ở Nam Định ạ. Là nội ở Nam Định, là hiện tại đang về Nam Định ở với bà nội. Dạ. Yeah. Ừ. Ở với ông ba nội và bà. Và hiện tại bây giờ ông xã em, ông người chồng cũ của em là đang ở đâu? Dạ cùng ở Nam Định ạ. Là sau hôn ly hôn là chồng cũ về quê? Dạ. Rồi em có những điểm mạnh điểm yếu hay là có cái tật xấu gì không, thói quen xấu gì không? Dạ ưu điểm của em là hoa đông, thật tha, không thích gây chuyện, nói chung là dí hoa vi quỷ á. Còn ưu điểm của em là dễ tính người và cũng hơi nóng tính. Em sinh năm 89 đúng không? Dạ. Giấy tờ thì 88 ạ, nhưng mà chính thức của em thì em sinh năm 89 ạ. Ừ. Có năng khiếu tài lẻ gì không? Văn nghệ hát hò thì được không? Dạ không chị ạ. Nói chung các em có ưu điểm thì cùng chịu khổ, siêng năng nè. Nhược điểm nữa là cùng hơi chậm ạ. Hơi chậm lại còn làm thư viện nữa đúng không? Nên thư viện trường học. Chậm chạp á chị ạ, chậm chạp á. Ừ. Chậm cỡ nào này? Dạ thì nói chung mình chậm nhưng mà mình biết sắp xếp công việc á. Ví dụ như là cái việc đó người ta làm 10 phút thì em làm mất bao lâu? Ví dụ người ta làm 10 phút thì mình là 15 phút. Nhưng mà em biết sắp xếp công việc á, vì biết mình chậm thì mình sẽ làm thời gian trước họ. Thế nên là cùng thời gian sống cùng băng với họ luôn á. Nên thấy cho là vất vả hơn họ một xíu đúng không? Dạ. Yeah. Ví dụ như người ta ngủ thêm được 15 phút thì em lại phải dậy sớm 15 phút. Em lại phải dậy sớm hơn, dạ. Yeah. Nhưng mà em thì có thói quen dậy sớm. Ngủ muộn nhưng mà sáng thì cùng 5 giờ là dậy rồi. Ừ. Em đây ở Cát Tiên là gần với Đồng Nai đúng không? Dạ, ở gần Đồng Nai ạ. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm một mẫu bạn trai như thế nào? Dạ, thì có công việc ổn định, cao 1m70 trở lên, cũng đừng gây quá, chân thành, trung thủy, yêu thương hai mẹ con em. Nhưng con em đâu có ở với em, hay tương lai em có đón con em vào không? Dạ thì không ở chung nhưng mà thì cũng phải có thương con em nữa chứ.
Thì đúng rồi, thương con em, nhưng mà ý là chị đang muốn hỏi là tương lai này em có muốn đón con em vào để em nuôi không, hay là nó sẽ ở với ông bà nội với bố nó luôn? Nhà thì em thì cũng muốn đón vào á, nhưng mà hiện tại bây giờ thì ở ngoài đó thì đông người á, thì thấy tốt cho con hơn. Mà Thế 1 năm gặp con được mấy lần? dạ năm gặp 2 lần ạ, hè và tết ạ. Mẹ hè và Tết là bé vào đây với em. Dạ không, em về ngoài quê á, vì mẹ em ở Hà Tĩnh á, thì em về thăm mẹ rồi thăm con luôn. Ủa chứ con em là đang ở Nam Định mà đúng không? Dạ thì cũng ở ngoài Bắc á, mà em ở Lâm Đông, thì mỗi lần về thì thăm mẹ thăm con luôn. Là về Hà Tĩnh xong lại ra Nam Định nữa. Dạ Tức là mối quan hệ của em với nhà chồng cũ hiện tại vẫn đang dạ thì nói chung là chỉ có xung đột hai vợ chồng vậy thôi, nhưng mà ông bà nội thì vẫn quý em. Nói chung giờ em và ông bà nội thì cũng không có gì bất hòa cả, vẫn vui vẻ với nhau, vẫn nói chuyện bình thường. Nói chuyện thì chỉ có xoay quanh vấn đề con thôi, chứ không nói chuyện gì nhiều. Rồi, còn điều gì bạn trai mà em mong muốn hoặc là không thích nữa không? Em không thích người ra trường, mà nói chung là nói được làm được, chứ không thích người nói nhiều mắng chịu làm. Tuổi tác thì sao? Tuổi thì từ 40, 37 đến 45 chị. Chồng cũ của em là năm nay bao nhiêu tuổi? Trong cụ em 35 tuổi. Và sinh Em năm thích tháng tháng người trưởng thành chín chắn. Rồi. Về ngoại hình em có điểm gì em không thích ở bạn trai không? Ngoại hình em không quan trọng kiểu. Nếu bạn trai đang ở khu vực nào thì sẽ hợp lý với em, hoặc là em có thể chấp nhận được? Lâm Đông, Đông Nai. Nghề nghiệp thì em thích bộ đội hoặc công an chị ạ. Em thích bộ đội và công an. Chồng cũ của em thì làm công việc gì? Trong khu em làm Viettel ạ. Cũng là như bây giờ là về Viettel ngoài Nam Định rồi. Hồi trước làm Lâm Đông, bây giờ về quê làm đấy. Ok, rồi cảm ơn Phượng nha. Có gì chương trình sẽ liên hệ với em để làm nội dung kỹ hơn ha.